Rồi, Diễu mến chào cả nhà. Hôm nay đi qua quay Trương Phước Diện. Trương Phước Diện đi Lâm nha. Mới thời là ngay cổng ấp Văn Hóa Long Bình của xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, Tây Ninh. Thì hôm nay qua đây quay Diện Lâm nha. Con gần tới chưa? Con xa xa nó lên tới trên kia mới ghé vô hả? Vô đường nào? Lâu rồi mới gặp lái xe Diện ạ. Lên cục máy lóc đen. Cục máy lóc đen. Chuẩn bị vài cây mưa nó chuẩn bị nhổ mì ruộng nha. À còn đi tới nữa mà. Mất dấu hả? Cái nào ghé bên kia đó không? Mất dấu rồi. À tút bên kia kìa. Thấy không? Đó. Ngủ bên đó đó. Tút bên kia luôn, tút bên kia luôn, tới luôn. Qua bên cái chòi bên kia nữa. Tút bên kia, qua tút cái chòi bên kia luôn rồi. Tút đường dây điện bên luôn. Đi theo đường dây điện luôn. Tao đường dây điện luôn. Quá ơi. Khó chạy nha, tay chạy, tay quay phim chỗ này hồi chắc cái rớt lề quá. Nhiều luôn nha. Còn tay chạy tao quay không được rồi. Nào tay chạy tao quay rất lệ không? Chạy luôn. Đất này đất đen xong rồi nó có nước lên trơn cho lắm nha. Chặt bánh xe cho lắm. Cố lên, gần tới rồi, cố lên. Ơi luôn. Rồi, nó tới chỗ rồi.
đám này chắc cũng 5-6 công vậy ha. Đây các bạn nhận ra ai không? Đây Thái An, bữa chạy chiếc 572 mua của Minh Tâm á, bữa sớ chung với đi chung với Hưng á. Giang Lâm, Giang Lâm ba. Ủa chú, cái đám này mấy công chú? Dây. 6 công không? Dây. Cái đám này 6 công không? 41. 41 luôn hả? À thấy nhỏ thì bao lớn chứ hả? Để làm cái gì, đi quay cái gì vậy? Quay mấy cài. Để kênh là quay mấy cài. Quay cài xế vô, nó có quỳ nó cày rồi đó. Bữa nay Lâm điện xuống quay chơi. Mình xong rồi mình trồng gì lại chú? Trồng mì hả? Chưa biết làm cái gì nữa. Dạ. Trước hết dọn đất đi đó ha. Dạ để coi chắc Lâm ngang quá. Lâm theo lô cao su ha. Này là lô cao su đi xuôi của đây nè. Đó này là cái rỗng này ha. Là nên là phải Lâm theo chiều này nha. Khá là khui lại. Đó là cái xếp đó để sau nha, chạy cái dài trước. Để cái dài trước nha. Cây ghế vô lắm nha. Đám này thấy gì mà làm một mũ mốt nha các bạn. Nãy mà bên ngoài nhìn vô tính đâu khoảng 6 mấy công. 6 mấy công gì? Ai về tới mũ mốt rồi. Tại vì nó dạng nó vuông á. Vuông nhất á. Vừa chạy vừa nghe điện thoại à. Lâm đá cao su này chắc cả 1.2-1.3 gì quá. Đang lát khỏi viện rồi khoảng bao nhiêu tiền ha.
chơi ha. Đây là quất lâm thì các bạn khỏi chơi ha, lâm thì rất ok, quan trọng là xe mạnh hay yếu thôi. Đi chừng dài đường á, đi chừng dài đường xong bắt đầu là mình quanh quanh đầu nó dễ hơn. Vậy là lấy tới ngoài luôn, tới mấy mương luôn. Đó, tới ngoài luôn. Tài xế mà đất cái hậu ngắn á, mình mà chạy cũng hơi hơi cực nha. Rồi đi lên tiếp tục. Thường thường cao su thanh lý thì anh em người ta sẽ không có xới, tại vì xới thì nó sẽ rễ nhiều quá đó, nó sẽ bị gãy găng dàn xới, thì anh em sẽ cài ha, cài rồi bừa. Nếu mà trồng mì đi, trồng mì thì cài rồi bừa xong rồi đấu gò ha, đó là cài bừa chạy qua nhiều quận như đó, nhiều tác cho đó, cho nó bắt nó xốp rồi xong rồi mình đấu gò ha, đấu gò xong rồi mình trồng luôn, chứ mình không có xới. Xới là hết vụ mì, vụ sau là cây rễ nó mục rồi đó, là giờ đâu bắt đầu xới được. Đây nè, bắt đầu quay cái lê cái hàng mà anh chạy ở trên cái gò nè, trên mấy cái lỗ nè nha. Chạy trên cái gò mấy cái lỗ nè, coi nó nhảy như thế nào nha. Lóc đỏ gác máy lóc đen. Nãy giờ lâm chưa có khói nhiều mà.
nó xuống xuống mấy cái lỗ thì nó hơi dập. Cái hai cầu quanh nó hơi lâu rồi. Như đi quay gặp anh em nào bán quay giùm luôn chứ đó, mà mấy tháng nay là con không có làm nữa, tại vì YouTube nó bóp đề xuất cái phần đó đó, mình đăng lên không có được xem nên là nghỉ rồi. Đứng bên kia nó bị ngược phá luôn. Cho mát quạt nấu rồi.
Không, tại bán cái lâm cái kia mà bán cái này được, lâm này được. Vâng. Chạy đâu được chỗ nào cùi không anh? 5 phút ha, 5 phút là chạy được 2 vòng nha. Đó, ngồi trên xe nãy quay được 5 phút là chạy được 2 vòng á. Trời ơi, ngồi trên xe đi dằn các bạn ơi, dằn kinh khủng luôn. Vịnh không chắc là bay đất luôn á. Thấy vậy chứ, lên trên ngồi thì là dữ dằn, dằn lắm. Tại là tài xế không sao, tài xế tao ôm qua lăng chạy không sao. Mình ngồi không á, dằn dữ dằn lắm. Để diện chạy xuống cái đường này nữa ha. Xong là cái bắt đầu là chạy chạy bãi ra kiểu khác nha, tại vì chủ đất yêu cầu là mình chạy lấp rỗng lại á. Ví dụ như rỗng cao su của mình nó cái rỗng này nó sâu quá nè thì mình chạy lấp rỗng nha, lấp rỗng với cày cao su vậy đó, lấp từ nửa từ cái gốc cao su á mình lấp xuống cày giật qua đây, gốc cao su bên kia cũng cày giật ngược lại nha, cày giật ngược lại rồi xong rồi chiếc mang dàn bảy chảo vô nó bừa lại, nó bãi lại cho nó mau bằng hơn nha. Chiếc này lên cục máy là của 820 hả các bạn, cục máy 820 nha. Bên đây nhỏ rất trễ, bên bản nó mì ruộng nhiều, mấy nhỏ nhiều. Hôm qua chú đi vòng là trên Phước Minh là có một số đám đi bị mưa nó xuống lá quá trời luôn, xuống lá đó mà quốc trình cây mưa nó làm ẩm lên đó. Để coi chạy hết cái rỗng này luôn rồi nó thả ra coi nó im không. Bây giờ đi ra bên kia, đi bên kia luôn đi, chạy đường bên kia xuống luôn á. Qua đây hồi nó hơi cao, giờ con này nó cũng hơi cao.
Đây là Lâm mà giật cũng khó giật đó. Lâm khó giật đó. Lâm khó giật. Chiếc này số giữa là của mày tới giới đó ta. Cái mình lâm mình giật giật nó ra không nhiều ha các bạn. Bảy cây chảo bảy thì mình giật còn ra nhiều chứ còn cái lâm này ít ra đó. Ra là ít nha. Ủa ăn. Chiếc này cũng là 80 luôn hả? Tại vì nó là số giữa mà. Cái giật ra nhưng mà cái lâm á, dàn lâm giật giật ra không nhiều ha, nó giật ra đâu có nhiều đâu. Thôi. Giật ra không nhiều. Nhưng mà thì tìm cách chạy cho nó ấy ha. Tìm cách chạy cho nó lấp rỗng. Không cái này đúng ra là cái chảo bảy không biết cái chảo bảy ra đây rễ cây quá nó chạy nó có xuống hay không nhưng mà cái này nếu mà có chảo bảy ra mình chạy hai đường trước á, chạy hai đường trước có thể nó ngon hơn ha. Tính quay coi diện nó chạy một cái nữa coi thử coi nó thả cái rỗng nó như thế nào ha, mà giờ diện với vậy với ông chủ hai người đi nói chuyện khám phá cái gì rồi. Giờ con này chạy lên hai cái nữa. Tại vì cái dàn lâm thì nó quăng ra không xa ha, quăng không xa nên mà muốn lắp rỗng cũng hơi khó. Đó chỉ có dàn 7 thôi, dàn 6, dàn 7 vậy thôi. Rồi thôi cái video kết thúc đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình. Hôm nay diện nó lâm điện qua quay chơi một video ha, quay mà lâm cho các bạn xem chơi. Nay cũng hết vụ của các bạn ơi, gán đi gán dài cái mưa nữa là có thể là nửa tháng 10 ngày nửa tháng nữa có thể là trên Phước Ninh Phước Minh có nhỏ của mì á, tại vì hôm qua mình đi lên trên Bầu Sen thì thấy mới mưa cây mưa đầu mùa mà thấy mì xuống lá quá trời luôn. Rồi thôi video kết thúc đây nha các bạn, rồi chào các bạn nha.